Homestay thung lũng hoa Bắc Hà nha các bạn. Đó, hoa thơm, cỏ lạ. Đó, đầu tiên, quan trọng nhất cái homestay đó, bạn thấy không? Hoa thơm, cỏ lạ, cái này giống là hoa móng tay. Đầu tiên, quan trọng nhất là nhà vệ sinh các bạn. Ồ, cái tiêu chuẩn châu Âu luôn ha. Bồn, rửa tay, đó các bạn thấy không? Rất là tiện nghi. Vòi hoa sen, rất là thoáng ha. Đó, đèn lồng. Đó, đây là hoa móng tay. Mình vào cái homestay này, các bạn thấy không? Rất là thoáng nha các bạn. Một bên là, đó, các bạn thấy đây. Đó, đây là mấy chục phòng ha, mấy chục giường cộng đồng. Ở đây là có một cái bãi đó, đó trải nệm, thảm. Bạn ngồi uống trà, ngắm hoa hồng, ngắm cá nè, đó cá koi, cá chép, cá tầm bơi buổi sáng tinh sương, chim hót líu lo uống trà, thơ bầu túi rượu ha. Đó, rất là sạch sẽ, còn trắng muốt à. Đó mà thấy không? Đó. Là ngủ cá nhân cũng được mà tập thể cũng được, có 150k là một đêm. Đó bạn thấy không? Đó có nệm, có và sàn gỗ trực tiếp, còn đây là cái deck, là cái nơi nào đó sáng ra mình ngắm bình minh hoàng hôn, cũng là hoa hồng các bạn, hồng cổ Sa Pa, và đằng kia là cái cầu tình yêu đó. Bạn nào á mà bơ vơ cô đơn côi cút, tới đây là nơi tình yêu bắt đầu. Còn bạn nào mà có người yêu, có vợ rồi, muốn kiếm người yêu thứ hai hoặc là vợ hai, vợ ba thì tới đây, cũng tới đây. Ok, đó chẳng muốt các bạn heo. Đó, phẳng lì ha. Đó, và tầng xa xa bạn thấy không? Là homestay là 4 bề ha, là view, đúng là view triệu đô. Đó, tầng xa có cái máy lạnh siêu to khổng lồ. Đó, phòng là khi mà mùa hè. Đó mà nóng nực đó, đó có cái máy lạnh đó. Sẵn sàng phục vụ các bạn. Ha, đó, rất là tuyệt vời. Nói đầu tiên quan trọng nhất là cái toilet nhà vệ sinh bên tay phải coi như đạt tiêu chuẩn các bạn ha. Ta vừa bước ra khỏi homestay là đúng là hoa thơm, còn là không hổ danh là thung lũng hoa Bắc Hà. À, đó còn đây là cô gái Mông, cô gái Mông rất là tuyệt vời ha, trong bộ trang phục truyền thống. Đó, là coi như là mỗi sáng thứ bảy chủ nhật là có các điệu nhảy của các cô gái Mông ở ngoài sân, mà có tập yoga, yoga đó các bạn. Đó. Là một không gian rất là tuyệt vời. Cái an toàn đây là phòng cháy chữa cháy. Đó, bình xịt phòng cháy chữa cháy. Đối với khách Tây á, người ta quan trọng cái vấn đề mà an toàn lắm các bạn. An toàn với lại toilet nhà vệ sinh. Đó, bạn thấy một cái không gian rất là tuyệt vời ha, để thư giãn vào ngày thường cũng như là ngày cuối tuần. Rất là rộng rãi, thoáng mát.